Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ nộp đơn ngồi ghế nóng tuyển Ấn Độ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nộp hồ sơ ứng tuyển ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Ấn Độ thay ông Igor Simak vừa bị liên đoàn bóng đá nước này sa thải. Báo chí Ấn Độ đưa tin huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những ứng viên nộp hồ sơ dẫn dắt tuyến Ấn Độ. Trước đó, liên đoàn bóng đá Ấn Độ sa thải huấn luyện viên Igor Simak vì thành tích không tốt tại vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người hùng của bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt rất thành công đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Park xây dựng lối chơi phản công rất hiệu quả, tờ Time of India cho biết. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ. Hiện có hơn 200 hồ sơ ứng tuyển cho chiếc ghế đội tuyển quốc gia nước này và huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những gương mặt nổi bật. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ dành sự quan tâm lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo bởi ông đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong 5 năm làm việc tại Việt Nam. Dù vậy, tổ chức ngày khẳng định quá trình tuyển chọn sẽ diễn ra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi không xem xét bất kỳ đơn ứng tuyển nào cho đến thời hạn cuối cùng. Tuần tới, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ sẽ sắp xếp các bảng lý lịch, phân loại huấn luyện viên và tiếp tục quá trình tuyển chọn, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Ấn Độ cho hay. Theo báo chí Ấn Độ, rào cản lớn nhất để huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này là tiền lương. Ông Park từng nhận khoảng 50.000 đô la Mỹ một tháng khi làm thuyền trưởng tuyển Việt Nam, và con số này cao hơn nhiều so với phía Liên đoàn bóng đá Ấn Độ trả cho huấn luyện viên Igor Simak vừa bị sa thải. Về phía huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc muốn dẫn dắt tuyển Ấn Độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang làm cố vấn cấp cao ở câu lạc bộ Bắc Ninh và điều hành học viện bóng đá mang tên mình ở Việt Nam. Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời bầu Đức về dẫn dắt Giác Hoàng Anh Gia Lai từ mùa tới. Ngoài ra, một đội bóng ở phía Bắc được cho là cũng đang liên hệ mời cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.